Thưa quý vị, Tự Hào là chủ cửa hàng máy lọc nước ion kiềm có quy mô lớn nhất châu Á. Tập đoàn Thế giới Điện giải vừa khai trương trung tâm trải nghiệm máy lọc nước ion kiềm mới tại thành phố Cần Thơ với mục tiêu mang đến nguồn nước chuẩn ion kiềm chuẩn y tế để bảo vệ sức khỏe người dân miền Tây. Trung tâm trải nghiệm Thế giới Điện giải thành phố Cần Thơ, tọa lạc tại số 216 đường Võ Văn Kiệt, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, có quy mô lớn nhất miền Tây Nam Bộ và lớn thứ tư tại Việt Nam. Đến với trung tâm, quý khách hàng được ưu tiên trải nghiệm thực tế hàng trăm sản phẩm và phụ kiện mới nhất thế giới đến từ các tập đoàn nổi tiếng như Panasonic, Fuji Smart, Mitsubishi, Energic, Import, Stream, Ion Farm, dân dân. Thiết bị y tế tạo nước ion kiềm, còn gọi là máy lọc nước Kangen, là phát minh của các nhà khoa học Nhật Bản cách đây gần một thế kỷ, được Bộ Y tế Nhật Bản công nhận hiệu quả và khuyến khích toàn dân sử dụng. Loại nước uống này giúp tăng cường sức đề kháng, cải thiện đau dạ dày, trào ngược axit, gút, cao huyết áp, tiểu đường, lão hóa, stress, mất ngủ và nhiều bệnh lý khác.